Toshiba RWFW1917TV không chỉ là một cây nước nóng lạnh thông thường. Với thiết kế hình trụ chữ nhật và màu đen tinh tế, sản phẩm này không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng mà còn dễ dàng hòa nhập vào nhiều không gian nội thất khác nhau. Chiều cao phù hợp cho mọi người và các chi tiết như vòi nước và bảng điều khiển LED được thiết kế hiện đại, tạo sự tiện lợi và dễ sử dụng. Toshiba RWFW1917TV cung cấp 3 mức nhiệt độ nước, nóng từ 78 đến 87 độ C, mát 25 độ C và lạnh là 6 đến 9 độ C, đáp ứng cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày như pha nước giải khát, pha chè, nấu cháo hay pha mì. Công nghệ Block của Toshiba đảm bảo tốc độ làm lạnh nhanh chóng ngay sau khi lắp bình nước. Chế độ Eco thông minh sẽ giúp tiết kiệm chi phí điện hàng tháng bằng cách tự động điều chỉnh việc làm nóng nước dựa trên ánh sáng trong phòng, tự động kích hoạt chế độ nước nóng theo điều kiện ánh sáng tiện lợi và thông minh. Toshiba RWFW1917TV sử dụng chất liệu cao cấp như nhựa nguyên chất PP và inox 304, không gây ô nhiễm hoặc bám mùi trong nước uống. Sản phẩm được thiết kế để ngăn chặn quá nhiệt hoặc quá tải, đảm bảo an toàn và độ bền bỉ. Với khả năng tháo lắp các chi tiết như nắp đậy bình và khay chứa nước, việc vệ sinh và bảo dưỡng trở nên dễ dàng. Chất liệu inox 304 không gây mòn và không tạo mùi lạ, giữ cho nước uống luôn sạch và tinh khiết. Tóm lại, Toshiba RWFW1917TV không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hàng ngày mà còn mang đến sự tiện ích, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Thiết kế thông minh kết hợp với chất lượng vật liệu cao cấp làm nổi bật sản phẩm trong dòng sản phẩm cây nước nóng lạnh.